Chào các bạn, mình là Đạt và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái một cái gọi là switch switch trong C cộng. Thì trước hết, trước khi mà giới thiệu cái switch thì mình sẽ đưa với bạn một bài toán. Mà từ cái bài toán này mình sẽ hiểu được cái công dụng của switch. Đầu tiên, cái bài toán đó là mình muốn biết được số ngày của một tháng. Ví dụ bạn nhập vào tháng 1 thì nó sẽ đưa ra 31 ngày, tháng 2 sẽ là 28 hoặc 29 ngày, tháng 3 nó sẽ là 31 ngày. Đấy, tháng 4 tương tự như vậy. Rồi, thì mình sẽ kêu người dùng là hãy nhập vào tháng. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ nhập vào một cái tháng. In mình đã cái tháng đi. Xong mình nhập vào cái tháng này. Rồi. Khi mà có được cái tháng rồi thì mình phải nghĩa là mình sẽ kiểm tra tháng bằng mấy, đúng không? Mình sẽ if tháng, nếu mà tháng mà nó bằng tháng 1 thì mình sẽ in ra là 31 ngày. 31 ngày. Xuống hàng. Ví dụ như vậy. Còn nếu mà tháng nó bằng bạn tháng 2 thì mình sẽ in ra là 28 hoặc 29 ngày. 28 hoặc 29 ngày. Nếu mà ngược lại nữa, nếu mà cái tháng nó bằng tháng 3 thì mình sẽ in ra là 31 ngày. Đó, mình ví dụ như vậy thôi. Mình sẽ chạy thử cái chương trình này ha. Nhập vào tháng, mình nhập vào tháng 3 đi. Nó sẽ in ra là 31 ngày. Đấy. Thì các bạn rất là hay ho đúng không? Nhưng mà nếu mà các bạn cứ tiếp tục làm như thế này thì tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, 11, tháng 12 thì cái code của bạn á, cái số code của bạn nó sẽ rất là dài và nó rất là khó hiểu khi mà bạn cứ if như thế này. Nó rất là khó hiểu. Thì đây là một cách mình sẽ ứng dụng cái hàm switch. Hàm switch là nó như thế này, nó giống như hàm if vậy nhưng mà nó khác ở một chỗ. Là mình sẽ cho các bạn thấy cái chỗ khác của nó. Thì mình sẽ cho các bạn đây, mình sẽ cấu trúc hàm if như thế này. Tháng. Rồi, xong. Đóng ngoặc, mở ngoặc. If nó, hàm switch nó có một cái cấu trúc gọi là switch nè. Đầu tiên nó sẽ có cái ngoặc tròn như thế này và bên trong là một cái số. Một cái số. Xong rồi đó mình đặt cái case là cái trường hợp. Switch case, cái nào là switch case. Trường hợp nếu là số 1 thì mình sẽ ghi là CL 31. Đấy. Xong. Nhưng mà chưa xong, các bạn thêm một dòng này nữa. Thì đây là cấu trúc của một cái switch. Mà nếu mà chỉ làm như thế này không á thì nó cũng mới được một tháng à. Bây giờ thêm tháng thứ hai. Nếu nó là tháng 2 thì nó sẽ là 28 hoặc là 29 ngày. Case nó là tháng 3 thì nó là 31 ngày. Case nó là tháng 4 nó là 30 ngày. Đó, ví dụ như vậy. Tức là mình sẽ chạy thành cái này ha. Nhập vào số tháng, nhập vào tháng 4 30 ngày, chạy lại. Nhập vào tháng 3 nhập tháng 2 đi, 28 hoặc 29 ngày. Thì cái nếu mà các bạn viết như thế này á thì nó sẽ ngắn gọn hơn là dùng hàm if, đúng không? Thì bây giờ mình giải thích cái cách hoạt động của cái switch nó như thế nào. Khi mà có một cái tháng nó được nhập vào đây thì nó sẽ kiểm tra là cái tháng này nè, nó sẽ trùng vào những cái trường hợp nào, gọi là cái case nào. Giả dụ cái bây giờ tháng bằng 2 thì nó sẽ bỏ vào chỗ này, nó sẽ nhảy tới đây, nó nhảy tới từ đây, nó bắt đầu từ đây và nó nhảy tới đây luôn. Cái nhảy tới đây nó sẽ in ra cái dòng này. Khi mà in ra cái dòng này á thì mình sẽ gọi thêm một dòng lệnh nữa. Dòng lệnh này gọi là dòng lệnh kết thúc của một cái case. Kết thúc case. À, kết thúc một cái trường hợp. Mình phải bắt buộc phải có cái này ha. Các bạn mới biết, cứ biết bây giờ là các bạn bắt buộc cái này đi. Thì cái này nó làm cái nhiệm vụ gì? Nó sẽ nhảy ra khỏi cái đống này, nó đi ra xuống đây. Thì để mà chứng minh cho các bạn, mình sẽ debug thử cho các bạn coi. Đây là F9 ở đây. Mình sẽ chạy thử cái này. Nhập vào tháng, nhập tháng 2. Nó nhảy vào cái tháng là tháng bằng 2 đúng không? Nó sẽ nhảy vào đâu? Nó nhảy vào đúng chỗ cái case này, cái dòng này. Và nó in ra cái dữ liệu ở đây.
là ngày 20, 28 hoặc 29 ngày. Sau khi in dữ liệu thì nó gặp cái dòng lệnh này, dòng lệnh kết thúc của case, nó sẽ nhảy ra bên ngoài của cái ngoặc này và nó sẽ xuất hiện cái console cho mình thấy. Đó. Thì đây chính là cái công dụng của cái hàm switch. Ủa, đây, cái hàm công dụng hàm switch. Thì bây giờ hàm switch nó khác gì với hàm if? Hàm if mình muốn bằng 1 thì mình kiểm tra bằng 1, bằng 2 thì kiểm tra bằng 2, bằng 3 kiểm tra bằng 3. Nhưng mà các bạn phải if, else, phải if, else, phải liên tục như vậy, còn như này thì không cần. Đó. Rồi. Trong trường hợp mà các bạn làm tiếp tháng 5. Tháng 5 thì là có 31 ngày. Tháng 6 mình làm tới tháng 6, tháng 7 luôn đi. Tháng 6 là 30 ngày. Tháng 7 là 31 ngày. Mình chỉ làm tới mức độ tháng 7 thôi. Làm nữa thôi được rồi. Rồi, thì bây giờ giả dụ mình sẽ không có dùng cái break này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ví dụ bây giờ mình sẽ bỏ cái break ở cái case 2 và cái case 3 thì chuyện gì sẽ xảy ra ha? À, chạy thử. Sau cái lần test này các bạn sẽ hiểu được cái lý do quan trọng mình cần phải biết cái gọi là cái break. Rồi, bây giờ nhập vào tháng, mình nhập vào tháng 2 đi. Nhập tháng 2 mình sẽ biết được cái việc gì sẽ xảy ra ở đây. Khi tháng 2 thì cái tháng nó sẽ bằng tháng 2 ở đây. Và nó sẽ nhảy thẳng vào cái case bằng 2 ở đây và nó in ra ngày 28 và ngày 29. Rồi, sau khi in ra rồi á thì nó in ra cái dòng này cho mình bạn thấy rồi đúng không? Thì nó không có gặp cái câu lệnh break. Nó không có đi ra khỏi cái vòng này mà nó sẽ tiếp tục, nó sẽ chạy tiếp case 3 mặc dù bây giờ cái tháng gọi là tháng 2 nhưng mà tại vì không có dấu break cho nên nó không có đi ra ngoài, tiếp tục nó sẽ in ra ngày 31. Và nó sẽ nhảy tiếp tới cái 4 này. Tại vì nó chỗ case 3 nó cũng không có chữ break ngay đây, nó cũng không có nhảy ra. Chẳng đến nó nhảy tới case 4. Case 4 nó in ra ngày 30 ngày đây và bây giờ nó sẽ gặp cái break. Gặp cái break ở đây thì nó mới nhảy ra bên ngoài. Đó, thì đây. Đây là 28, 29, 31, 30. Đấy. Thì đây là cái công dụng của cái break. Nếu mà các bạn không có break thì nó sẽ dẫn đến là khi thực hiện xong cái case này, nó sẽ thực hiện luôn cái case khác, nó thực hiện tới khi nào nó gặp một cái break thì nó mới thoát ra khỏi chương trình. Đấy, thì các bạn cần phải để ý là ok, các bạn phải đặt cái break ngay sau khi các bạn thực thi xong cái case, nếu không thì nó sẽ dẫn đến lỗi. Và mình xin tạm dừng cái clip ở đây, mình sẽ tiếp tục cái clip thứ hai để nói thêm về cái switch case. Và nó sẽ đi về chi tiết hơn và một số cái mèo khi mà sử dụng cái switch case. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.